Và video thì em xin mấy giây là hiện tại là em Gúc đã có dịch vụ nhận nạp hộ rồi anh em. Anh em nào mà có nhu cầu thì hãy liên hệ ngay em Gúc nhá. Có bưu uy tín bảo hành cho anh em nhá anh em. Xin chào anh em đã quay trở lại với kênh của Gúc Betty. Hôm nay tiếp tục review bưu lên cho anh em con bưu lính canh linh hồn nhá anh em. Bưu này thì cũng rất là hot. Sau những bưu như Drui, Linza, Chiến binh hoang dã thì đây là một bưu mà anh em rất là được ngóng chờ vì nó là xuất đệ anh em ạ. Mà đã xuất đệ thì thôi rồi, đồ đạc của nó không cần yêu cầu gì nhiều đâu anh em ạ. Chỉ cần một món vũ khí cam và còn lại toàn là đồ xanh, đồ nhặt trên map, rất là dễ. Và hôm nay em xin giới thiệu anh em, đây là bưu lính canh linh hồn top 1 Việt Nam và top 2 global nha anh em. Đặc biệt cảm ơn bác Hoàng Lốc MT09 đã gửi video này cũng như là chia sẻ với anh em cộng đồng, rất là cảm ơn bác. Ok, và bây giờ thì bắt đầu thôi. Đầu tiên là vẫn là test DPS nào anh em. Bill của bác đấy thì đã được tầm 8 triệu DPS rồi nha anh em. Cũng khá là ngon, không phải thiếu đam đâu anh em ạ. Leo đến top 2 thì anh em biết độ uy tín rồi đấy. Ok, vào đồ nào. Đồ thì bác ấy đang sử dụng một món vũ khí cam và tất đồ, cả đồ còn lại là đồ xanh kích duyên, cực kỳ dễ dàng farm ở map lục địa cơ giới. Với vũ khí nhẫn dây chuyền thì ưu tiên các dòng bonus của nộ vật triệu hồi, đam sát thương toàn bộ nha anh em. Với anh em nào chưa biết thì những cái build xuất đệ thì đặc biệt ảnh hưởng trực tiếp tới đam của đệ, chính là dòng bonus của nộ vật triệu hồi nhá. Càng nhiều thì đam càng to. Với đồ hiện tại của bác đấy thì cái nhẫn và cái dây chuyền bác ấy ưu tiên bonus của nộ vật triệu hồi thôi, chứ không ưu tiên duyên nha anh em. Còn đâu duyên chính thì vẫn là 3 triệu hồi trói buộc, 3 sức lực chỉ huy. Nếu mà tốt hơn thì anh em có thể lấy được chuyên sức mạnh này để tăng mạnh cái phần trăm sức mạnh lên, máu trâu hơn. Cũng như là lấy tâm không chuyên chú để sử dụng cái phần trăm chiếm giữ để tăng sát thương toàn bộ cũng như là tốc độ đánh cho Million. Với vũ khí thì bác đấy sắc ghét là cái trượng tổ lan nha anh em. Trượng thần lớn ấy, thì cái này thì có hồn thần lớn sẽ giúp clear nhanh hơn. Còn cái sách vượn tuyết thì giúp anh em đam to hơn nha anh em. Và cái trượng tượng thần lớn thì duyên 3, ngon nhất chính là cái duyên sao may mắn để kích hoạt được cái thánh quang. Còn sách vượn tuyết duyên 3 ngon nhất là bão tố tụ hội nha anh em, giúp anh em cải thiện rất là nhiều đam nếu mà anh em thích DPS. Tiếp tục vào duyên nào. Duyên bắt buộc là cái triệu hồi trói buộc nha anh em, để mà Million hưởng được 3 duyên của vũ khí. Sức lực chỉ huy sẽ giúp tăng anh em cường độ triệu hồi cũng như là tăng thêm đệ. Đây, còn cái duyên vận rủi hiện tại là bác ấy zone chưa ra. Bác ấy chia sẻ là 40 mấy lần chưa ra, quá đen anh em ạ. Bác ấy rất mong muốn là đang được cái duyên 3 là sao may mắn để kích hoạt được cái thánh quang, clear làm sao được ngon nhất. Với pet thì đang sử dụng combo là ác khuyển tăng crit cho main cũng như là cho Million. Và đây là các chỉ số bác ấy đang có. Hiện tại là bác ấy đang cộng tất cả vào sức mạnh anh em nhá. Thuộc tính ấy, tăng tất cả vào sức mạnh để lấy máu cũng như là đam, lực công, đam hỗn hợp. Bonus của độ vật triệu hồi của bác ấy đang là 400%, khá là nhiều. Nhắc lại cho anh em là bonus của độ vật triệu hồi chỉ xuất hiện ở vũ khí, nhẫn và dây chuyền nhé. Còn đây là skill. Đây là skill Valkyrie cho anh em tham khảo. Cuối cùng vẫn là thực chiến anh em ạ. Thực chiến cho anh em xem nhá. Đây là Valkyrie tầng 311. Hiện tại thì bác ấy đã đạt được tầng 355 rồi. Ok, anh em cùng xem. Thank you.
Link Discord của em trong phần mô tả nhé anh em. Trong đây có rất nhiều hướng dẫn về game cũng như là về collab nhé anh em. Rất là nhiều. Anh em vào đây có thể trao đổi trò chuyện về game. Cảm ơn anh em đã xem. Nhớ ủng hộ em để ra thêm video nhé.